Rồi chị cầm đũa cho ăn cho cô chú coi coi. Cầm đũa ăn coi, lần đầu tiên chị cầm đũa ăn. Chị có thích cầm đũa không? Wow, giỏi quá. Đây này mà, bánh bẻo rồi. Rồi ăn đi, ăn thử cô chú coi coi giỏi không. Wow dài quá, con bỏ vô miệng ăn đi, bỏ vô miệng ăn lấy răng cắn. Đúng rồi nè, coi mẹ nè nha. Wow, coi mẹ nè. Lấy răng cắn nè. Đúng rồi, giỏi quá. Nhưng mà cố gắng đừng dùng tay. Cái này là cái gì đây? Noodle. Đúng rồi. Wow, giỏi quá. Wow. Ngon con. Cái con nó con gì á? Baby, look at JD using the chopstick. JD gonna be so professional at it. Nhưng mà có cái mẹ không biết là cầm cái tay vô sao đây nè. Wow. Chu chu. Yeah, it definitely smells like baby poop. No. Or maybe lucky poop. Cô chú có ai biết xài cái đồ đũa này sao không? Chỉ cho mẹ chơi, chỉ. Wow, ngon quá. Nó ngồi cái ghế này không bao giờ nó ngồi đàng hoàng nhìn tôi, cái nó ngồi ăn nó bỏ chân xuống một chút nè. Đó, giờ nói nó mới nghe ấy đó. Nó ngồi một bé không. Một cái thôi, một tay thôi. Không được xài hai tay. Đây mẹ. Muốn xỏ ngón đầu vô nữa. Nhưng mà bây giờ mày chưa có biết cái cách xỏ ngón này sao này nè. Để mày chỉ coi. Cái ngón này vô đây hả? Hai cái này vô đây hả? Sao ta? Mày coi coi, xỏ vậy hả? À vậy hả thầy? Cái gì đúng chị? Vậy này hỏi cô chú. Coi vậy đúng. Cầm á. Rồi cầm cho, bây giờ mày chỉ nè, bây giờ mày chỉ cây cầm nha. Ngón này, ngón này vô đây, hai. Rồi ngón này vô đây nha. Rồi, ngón này vô đây. Ngón này vô đây. Rồi mở ra. Mở được không? Không được thì ngón này vô đây, ngón này vô đây. Rồi mở ra. Đó, thấy không? Rồi mút lên, hốt lên, bỏ miệng, đúng rồi. Đúng chưa? Nữa. Ừ, tự làm đi. Dễ chưa? Dạ. Rồi, rồi sao nữa? Rồi sao gấp lên? Đó. Nó không được, không phải, con chỉ dùng một tay thôi. Đó, thôi tự làm đi. Đọt, đọt, ăn đi. Đọt. Bây giờ phá rồi đó. Không sợ. Rồi bây giờ mày bắt ghi ghê cho chay nha. Một con ghi ghê. Hai con ghi ghê. Ba con ghi ghê. Mấy con rồi? Mấy con ghi ghê rồi? Once it came on, she stopped. À bây giờ mày bắt ghi ghê nha. Một con ghi ghê. Ngồi dậy, hai ghi ghê. Mấy con rồi? Để đi bắt ghi ghê rồi đi nè. Đi không? Đi bắt ghi ghê, chào cô chú đi. Ngồi em để mày bắt ghi ghê nha. Phải nói bắt ghi ghê nó mới chơi chạy đầu. Rồi một con ghi ghê. Nói đi. Hai con ghi ghê. Có đi với mẹ không? Mẹ. Ba con ghi ghê. Bốn con ghi ghê. Năm con ghi ghê. Đầu còn quay. Sáu con ghi ghê.
camera bấm lên là nó không nói, hồi nãy nó nói như xanh như sữa. Nó nói như bye bye ba đi. Bye bye. Bye bye ba, ba ở nhà nha. Ba đi học. Ba học bài hả? Để cho ba nhà học bài mình đi ha. Ok. Tự nhiên nó đứng dở áo ra. Đứng lại đây cho cô chú coi áo đẹp không? Đi đâu? Đi đâu? Đi tắm hả? Tắm ở đâu? Đi tắm ngoài đó đó hả? Lạnh lắm sao tắm nổi ngoài đó, con thấy không? Thấy ngoài đó lạnh không? Mong muốn chuẩn bị là mấy chú đó sẽ trượt băng ở đằng trước kìa. Thấy chưa? Mở cửa đây, mẹ, mở cửa rồi. Mở cửa gì làm gần chết pizza rồi. Mẹ, pizza. Cái gì pizza? Pizza, pizza dơ rồi. Làm sao? Pizza dơ rồi. Pizza dơ rồi hả? Đâu pizza đâu? Thấy. À, giỏi quá. Ba giờ nhé. Ba đâu rồi chị? Ba ngủ rồi. Ba ngủ à? Đi ngủ. Đừng có để, đừng có làm cho ba thức giấc nghe chưa? Ba ngủ rồi được. Rồi đôi giày của ba con. Để cho chị bắt. Cái đôi giày đó để trượt tuyết đó con. Đi vô phòng chơi. Ba ngủ. Đừng có ba ngủ. Đừng có làm ồn để cho ba ngủ rồi lên. Ba ngủ. Ừ. Ba ngủ. Thôi đừng có vô. Con kỳ quá à. Ngồi xuống đàn hát cho mẹ nghe bài nè. Ok, cái đàn đâu? Cái đàn đâu vậy? Cái đàn màu hồng á. Ủa đàn đâu? À đàn. Đàn đâu? Cái đàn đâu mất tiêu rồi. Đàn đâu dục ơi. Đàn dục rồi hả? Ai dục? Chay. Chay dục cái đàn à hả? Lý do làm sao chay dục cái đàn? Hả, chơi đâu mẹ nghe coi. Cuộc đời sinh viên mình chỉ có đúng một cây đàn thôi mà tại sao là dục? Ủa, Lucky vô trong đó rồi hả? Lucky, sao nhà không ở, đi lên đây ở. Hả? Vô duyên kìa. Nó hửi, làm bộ nó hửi hợp cái đó kìa. Ôi thúi quá. Nhà của ở trong hát á hả? Hát karaoke. Xin hát karaoke đúng rồi. Xin hát karaoke. Ừ, nói lại coi. Ai hát karaoke? Ai hát karaoke? Mẹ ơi dài đó đúng rồi. Dài thuốc. Ừ. Rồi giờ đi xuống nha. Nhà mình đâu con chỉ coi. Nhà mình đó đúng rồi. Nhà mình. Bác đi xuống đi. Cái kỳ xuống với chị nè. Xuống chị. Xuống với em chứ. Xuống em. Em xuống từ từ thôi nha em. Chú mẹ. Bye bye Lucky nha. Lucky đi. Hả? Đi Lucky. Lucky wow đó. Đừng có lại Lucky nha. Bây giờ Lucky đang thích chơi đó. Là Lucky sẽ wow đó. Mẹ đã nói đừng có lại Lucky. Không nghe chơi. Lucky bây giờ đang thích chơi là Lucky sẽ wow đó. Mẹ nói không là không nha. Chơi đi. Đó. Cái kỳ bữa nay bự ghê luôn á trời. Không có la sầm. Té nha. Cẩn thận nha. Đó cái con này nó khiến. Con này nó khiến nè. Ưng nữa đó. Cái hộp nào thúi đâu, cái hộp nào thúi. Cái hộp nào thúi đâu chơi, cái hộp nào thúi đâu. Chú hộp nào thúi quá đâu. Đi chú. Hái bà kia.
ở trong đây đựng đồ của mình trong đó con, đồ của nhà mình đó, để trong đây nè, nhà hết chỗ để rồi đem lên đây để nè. Oh, you gotta get my more like this. Oh, you got a big ball. Oh yeah, then give it to Lucky. Yeah, go put it over here. Chạy đi. Chạy đi, go put it over here. See? Yeah, put it over there. Oh, yeah. Yeah, right here. Now, now, now. He knows. Lucky. Good job, JD. Yeah. Okay, that's good. Here, go put it over here. There he knows. It's right there. Here, Lucky. Yeah. Okay, see? He probably needs water. Yeah. I'm not very good at cats, but I guess they drink water. Thank you so much. You're welcome. Đó, Lucky á, người Lucky á, cái bàn sớm này là thật sự là không có nuôi chó luôn, trời ơi đi vô nhà ta luôn. Nhưng mà tự nhiên Lucky á, nó lên đây nó ở, cái bà thấy vậy là bà mua đồ ăn cho nó luôn. Cái nhà bà tự nhiên cái tốn tiền, tao thấy không Lucky? There you go. Yeah, that's nice to kitty. Yeah, be nice to kitty. Yeah. See, he's your friend. Bà xuống. Good job. See? Oh, you're a good helper. Yeah. See? The only problem is you don't have kitty litter up here. He likes the tree. Yeah. So I'm constantly vacuuming, like, you've been in the tree. So you're not working today? No, we were. Làm gì vậy trời? Ủa son môi hả? Son môi đây, đây mẹ coi coi. Đây mẹ coi coi sao đẹp không? Trời ơi, son môi đẹp quá. Trời ơi, có cười gầy gì son môi gì chấm chím kìa. Khoái lắm, cuộc đời là thích son môi. Chắc mà mốt đó có cả trăm cây son môi. Nhưng mà cái đó không phải son môi, cái đó là son... Trời trời trời. Son son gì đó, son dưỡng ẩm. Lấy cho mẹ coi, lấy son cho mẹ chứ coi. Yeah. Hả, môi mẹ cũng khô nữa nè, lấy son cho mẹ chứ. Ôi, đất ơi, mẹ cảm ơn chay nha. Đó. Môi chay gà không sợ khô đâu cô chú, ăn gửi son miết lấy gì khô. Trời đất ơi, được thôi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Đẹp rồi, đẹp rồi. Đẹp rồi. Lấy cho mẹ đi, lấy cho mẹ đi, lấy son môi cho mẹ đi, mẹ mẹ cần thêm. Trời ơi, tao đi lấy cái đó xong luôn hả? À. Cảm ơn nghe. Điều hành không nhận không, cái bên bèo dễ sợ không biết chúng ta. Trời ơi, trời sân mắt luôn hả? À. Nói nghe nè, không phải, cái đó là cái khác. Trời ơi. Trời đất ơi. Rồi sao nữa, kẻ mũi sao, kẻ mũi sao, kẻ mũi sao cho nhìn thấy mũi cao chứ mũi thấy tẹt kỹ lắm rồi đó, kẻ mũi xong quẹt cái mũi là rồi. Nhớ nhớ đánh đi dưới cổ rồi chứ thấy hai màu kỳ cái gì. Trời ơi, cái gì tự nhiên người ta sưng môi, người ta sưng chân nữa. Trời ơi, trời ơi, từ tay tới chân. Nhớ nha, nhớ đánh với gần cổ đó nghe chứ mấy hai trên cái mặt chứ gần cổ màu khác nhau. Trời đất ơi, bây giờ con lại make up cho Yoda luôn hả chay? Trời ơi, make up Yoda đây, mày coi cái mặt con coi. Rồi, bóng lưỡng rồi. Cái mặt da khô quá hả? Trời ơi, làm chân cho Yoda luôn, chân Yoda khô quá, da khô nè, da nhăn nheo luôn nè. Làm sao cho vô đào là da bóng lưỡng giống con đi. Rồi sức cho heo luôn hả? Heo đó màu gì á? Heo. Màu hồng. Là pink, đúng rồi. Trời ơi. Rồi ơi, sức lotion cho heo đó. Đuôi heo đâu chỉ mẹ coi. Đuôi heo. Đúng rồi, đuôi heo đó. Rồi mẹ đưa mẹ coi cái mặt coi, cái mặt bóng lưỡng coi. Trời đất ơi. Y như sức dầu. Quá wow. Sức kiểu đó là da, da mịn, da bóng ai chịu cho nổi. Baby. Cái gì con? À, sức cho em bé baby luôn hả? Sức cho baby trong trong cái hình đó luôn hả? Sức cho mẹ chưa? Sức à. Hả?